Ôi, cậu ơi, tổ chức cưới đẹp quá đi. Nhất định đẹp thật đấy. Lại, nơi còn xoay xoay được. Lại, đúng là cái nhẫn cưới Huy Thanh này nó xứng đáng là 5 sao. Phải, đẹp quá bà. Đẹp quá. Nhưng mà chán thật đấy. Sao? Ngày xưa ấy, lúc cưới xin ấy, thì chả được đeo nhẫn gì cả. Bây giờ chả cưới xin cái gì thì lại được đeo nhẫn cưới. Thì đấy, thì ngày xưa vợ chồng mình vất vả. Ai nghĩ đến đâu đến cái đôi nhẫn cưới. Chính vì có đôi nhẫn cưới đẹp như này, đấy tôi có ý kiến như này, nhưng bà phải lắng nghe anh. Sau khi mình xuất chuồng con Quỳnh đi, đấy, nhân tiện có đôi nhẫn cưới, mình tổ chức một cái đám cưới bà. Bà thấy thế nào? Ý tưởng hay đấy không ạ? Ừ, hay quá chứ thì. Sức khỏe của tôi, bà biết rồi. Còn bà thì vẫn trong cái độ tuổi sinh sản. Ấy, cưới xong phát đấy, tôi đè ba lên dốc mất. Bà sinh như tôi một đứa. Ui trời ơi, chẳng may mà thằng cu thì không mà không còn cái loại nước nào mà chấm gì. Thôi. Nỡ mà, con gái nó đến tuổi đi lấy chồng đến nơi rồi còn đẻ cái đá cái gì nữa. Nỡm, nỡm là nỡm thế nào? Thế thì bà nhìn lão Bình Ngói vẫn lông gà bên nhà xóm kìa. Em vừa tổ chức đám cưới cho con trong. Thế là hai vợ chồng vỡ kế hoạch. Toạt ra thằng cu, thế có phải sướng không? Có phải sướng nhất cho nó không? Bà này... Thôi, bà đừng cứ lan tan lại, tôi cứ quyết như thế. Này, ăn mặn lên tí nhá. À, chị Quỳnh nhờ? Dạ. Ra cho bà. Bố mẹ có cái gì mà vui đấy hả? Ừ. Hôm nay nhân tiện có cả chị đây. Nhà mình họp gia đình nhá. Con có làm gì đâu. Họp gia đình là họp cái chuyện của chị đấy. Con có chuyện gì đâu mà cần phải họp bà. Thế này, chả là bố mẹ thì bố mẹ là ưng cái thằng Tiết con nhà bác Kiệm lắm rồi. Thế muốn nó làm rể nhà này. Thế thì còn ý kiến của chị còn cái gì lăn tăn thì chị cứ trình bày với cả bố mẹ nhé. Mà này, con ấy mà có vấn đề gì là phải nói cho bố mẹ nhé. Chứ mà thỉnh thoảng là mẹ lại thấy mày cứ cười một mình, xong lúc sau lại buồn ngay được. Mẹ lo lắm con ạ. Thì đấy, mỗi lần mà con nghĩ đến anh Tiết ý thì con lại vui, con lại cuối. Mà cứ nghĩ đến cái thằng Đức ý thì con áy náy. Con không chịu được, con buồn lắm. Áy náy á? Áy náy chuyện gì? Có việc gì mà áy náy? Sao phải áy náy? Không yêu thằng này thì giải tán, không lấy thằng này thì lấy thằng khác. Đúng rồi. Mà mày phải áy náy. Không yêu mình mới bỏ. Ê, mình đã cưới đâu mà phải lo. Áy náy cái gì? Lăn tăn cái gì? Còn thế, còn chuyện gì? Chẳng nào trong Tết, con nói con thích cái điện thoại iPhone. Nó đi vay lãi, nó mua cho con lại lỡ nhận rồi. Ôi giời, tưởng chuyện gì có cái điện thoại iPhone thì vấn đề gì mày hãy nấy. Nó ôm mày 3 lần thì hết bố cái iPhone thì vấn đề gì, riêng chuyện đấy thì không phải ai đấy. Thôi, thế thì bố mẹ quyết rồi, nhá. Mày đi lấy chồng nhanh nha, cho mẹ mày còn đẻ thêm đứa nữa, rồi ạ. Mày đẻ bé. Chứ cái gì nữa. Ôi tôi chết rồi bố mẹ ơi. Thằng Đức nó tìm con kia. Đưa ngay cho bố mẹ phụ. Đưa đây. Không nó sang nó đòi quà. Mày ra, mày bảo với nó là đánh mất rồi. Thế là xong chuyện, vấn đề gì hoặc là vấn đề gì. Hả? Ai mà gặp nó được, ngại chết thì được ý. Sao? Mẹ đi ra gặp nó đi. Mẹ bảo với nó là con không có ở nhà, nhanh lên. Thôi, bà đi, đi, quen đi. Quỳnh ơi. Ai đây? Cháu Đức ạ. Sao, có việc gì? Cháu chào cô. Dạ, cô ơi, Quỳnh có nhà không ạ? Nó bảo với tôi là ra bảo với anh là nó không có ở nhà đâu. Có việc gì trình bày với tôi. Cô ơi, cô cho cháu gặp Quỳnh, cháu có chút việc ạ. Đã bảo là nó không có ở nhà rồi, có việc gì trình bày nhanh lên. Dạ, cháu phải gặp Quỳnh ạ. Là sao? Nhớ nó hả? Dạ... Bố còn dạ cái gì nữa. Mà này, cô bảo cháu thì ngoan, mà con Quỳnh nhà cô ấy nó hư hỏng lắm. Ở nhà nhá, nó cãi bố mẹ nhem nhẻm ra, nó xa với bố mẹ cháu không chịu đâu. Dạ không ạ, bố mẹ cháu quý Quỳnh lắm ạ. Bố mẹ cháu chịu được đấy ạ. Ừ, nhưng mà con này ấy, không hiểu sao dạo này nó đua đòi đú đợt, mà nó hay đòi hỏi đủ thứ nữa, nhà cháu không đáp ứng được đâu. Dạ cháu sẽ cố gắng ạ. Ai đây? Cháu chào chú ạ. Cháu Đức ạ. Anh Đức đây rồi. Tôi cũng đang định tìm anh ấy. Tiện anh ở đây tôi hỏi luôn. Có phải là cái dịp trong Tết là anh bỏ hẳn ra mấy chục triệu anh mua tặng cho nó một cái iPhone có đúng không? Đúng rồi ạ. Thế thì
anh giết con tôi rồi. Ê, anh có biết như thế là anh làm hư con tôi không? Hả? Ai cho phép anh bỏ tiền ra mua cho nó để làm hư nó như thế? Tôi hỏi anh nhá. Thế hôm nay nó đòi hỏi anh thì anh mua cho nó con iPhone, đúng không? Thế ngày mai nó lại đòi hỏi anh mua cho nó con ô tô thì anh có đáp ứng được không? Cháu sẽ cố gắng ạ. Ôi dù thế thì anh là thằng khốn nạn. Anh khốn nạn nhá. Thế mà anh làm hư con tôi lần thứ hai thì anh có biết không? Được rồi, thì cứ đồng ý là hư lần thứ hai đi. Thế tôi hỏi anh, ngày kia nó lại yêu cầu anh phải mua cho nó một cái biệt thự là khoảng nhiều tỷ. Thế anh có đáp ứng được cho nó không? Cái này khó, nhưng mà cháu cũng sẽ cố gắng ạ. Mày cố là mày giết vợ chồng tao rồi hả? Mày làm hư con tao lần thứ ba rồi, mày biết không? Đời thỏ như ai, người ta làm hư con cái người ta lần thứ nhất thì thôi bỏ qua. Nhưng mà làm hư con người ta lần thứ hai là người ta đã không thể nào chấp nhận được. Đây anh làm hư con tôi đến ba lần thì không bao giờ vợ chồng tôi gả con gái cho cái loại người như anh nhé. Thôi đi về đi. Dạ, cái gì anh đi về ngay, tôi đang nóng. Đi về. Về nhanh. Ôi cáu rồi. Về cái thằng này. Dạ. Cháu chào cô chú ạ. Vớ va vớ vẩn. Đùi. Làm hư con cái vậy ta. Gì? Ôi, sao ông bảo nhà thằng Đức thì nó nghèo lắm à? Thì nhà nó nghèo mà, nhà thằng bố nó nghèo mà, tôi biết mà nè. Thì sao ông đòi cái gì mà nó cũng đáp ứng được là sao? Ôi giời, chắc thằng này lại ở công ty sản xuất bom, nó nổ mà. Có khi nó nổ thật đấy ông ạ. Thế lạ thật đấy, tự nhiên mắng thằng này xong tôi lại có hứng. Vào đây tôi cho ăn đi. Vào đây tôi cho cái này. Phục chú suốt từ sáng giờ đấy. Thế à? Em cũng đang đi tìm bác đây. Thế à? Này, thế chú chỉ đạo anh việc gì đấy? Nó có mấy việc. Cái việc thứ nhất là bây giờ bác lau dọn hết tất cả toàn bộ, cho nó sạch sẽ cho em. Nhất. Cái thứ hai là bác thu hết tất cả toàn bộ sắt vụn vào để em bán cho đồng bọn. Nhất trí. Cái thứ ba nữa, việc này quan trọng lắm. Việc gì? Bác tắm cho em sạch sẽ cái đàn chó bé dê đi. Đặc biệt là bác phải chú ý cái con Peter ấy. Lần này nó mà đớp bác nữa này em không chịu trách nhiệm đâu, em không tiêm cho bác đâu. Chú yên tâm. Này, con Peter nhà chú giờ nó hơi bị thân anh ấy. Ồ thế à? Thế nhưng mà anh bảo này, để chiều đi làm có được không? Cái này bác cứ làm cho em trong ngày nay là được. Thế thì nhất trí luôn. Anh đang nhờ chú một tí việc đấy. Việc gì đấy bác? Chả là thế này. Hôm nay ấy, tức là bố mẹ vợ tương lai thực tiết đến chơi. Thế mà nhà cửa này chưa chuẩn bị được cái gì cả, nó bừa bộn quá. Thế anh muốn mượn nhà để chú để tiếp khách tí có được không? Sao mà thằng Tiết nó bảo mẹ em là sang tuần cơ mà. Đấy thì anh cũng đang bảo sang tuần anh mới cho ông bà ấy sang. Thế nhưng mà ông bà cứ sồn đòi sang ngay. Khổ quan, ông bà còn bắt cưới ngay. Sợ bong Tiết anh. Thế à? Thế mà anh ở nhà cửa chưa chuẩn bị được cái gì cả. Thì chú cho anh mượn tiếp khách lúc á. Được thôi, cho bác mượn thì được thôi. Nhưng mà này nhá, em nói trước cái này nhá. Nhà em ấy là toàn thứ quý giá lắm. Anh biết rồi. Đắt tiền lắm. Đúng rồi. Cái này bình thường là không có đâu. Đúng rồi. Nên là cho bác mượn thì bác phải trông coi thật cẩn thận. Nhất trí. Đừng để cho trẻ con nó nghịch vào đấy. Nó mà hỏng hóc sức mẻ bất kỳ một cái gì là em bắt đền bác đấy. Bác hoàn toàn phải chịu trách nhiệm đấy. Nhất trí, chú yên tâm. Yên tâm là toàn người lớn, không có trẻ con đâu. Chú yên tâm, anh bảo quản cho chú. Anh chỉ ngồi thôi chứ anh không động vào bất kỳ một cái gì của nhà chú. Được rồi, thế nhá. Vâng. Công việc thế bác cứ triển khai. Cảm ơn. Anh này, chú Dũng ấy. Đi đấy bác. Anh nhờ tí. Chú còn điếu xì gà nào cho anh mượn điếu. Bác mà đợt này cũng hút xì gà cơ. Không, anh có hút đâu. Chứ anh mượn để dọa ma mà. Thế à. Lấy le cho oai tí mà. Đây em có mấy điếu. Cho anh mượn điếu. Tiếp đối tác. Đây cho anh mượn điếu. Nhưng mà không, đây bác cầm hẳn cái này này. Đấy cho nó máu. Ui dồi, cái này là quý lắm, là hiếm lắm, bình thường nó không có đâu. Cầm tôi nhớ đừng chọc máy gì vào nó. Yên tâm. Anh chỉ là cầm làm đỏ thôi mà. Mà này em bảo này. Dạ.
bác xem bác lau cho em cái xe đi cái, để tí nữa em đi có công việc bây giờ. Đưa chìa khóa. Không, lau bên ngoài thôi, bên trong xe em nó nhiều tiền lắm. Không sợ được đâu nhá. Thế nhá, công việc như thế cứ thế triển khai cho em đi nhá. Rồi, ok. Chúng tôi vào nhà bác Kiệm. À, khách nhà bác Kiệm à? Vâng. Nhà bác Kiệm bên này ạ. À, rồi vâng, cảm ơn ạ. Sao lại bên này? Này, Quỳnh, cháu. Sao anh kia anh lại bảo là nhà trong này là thế nào? Không, rõ ràng là cái nhà này mà. Hôm trước anh Tiết vừa cất cái nhà cho bác Kiệm. Cái nhà 10 tỷ to đúng đấy đấy. 10 tỷ cái nhà này chứ không? Đúng rồi, bà nhỉ. Nhà 10 tỷ như thế này chứ làm gì như ở trong kia. Mày có chắc không? Chắc. Hôm trước nhà anh Tiết đưa con về đây có lượn vòng vòng một sân. Anh ấy chỉ vào cái nhà này rõ ràng. Mày đã vào nhà chưa? Chưa. Hôm trước con mở cửa vào thì thấy bác Kiệm đang tắm cho mấy con chó to oành ở sân ấy. Con sợ con có dám vào đâu. Nhà có chó to à? Một đàn luôn bố. Thế à? Này, trưa nay vui lên gà ông thịt một con. Thịt chó đúng món khoái khẩu của bà còn gì nữa. Nhưng mà liệu ông ấy có thịt không? Tôi mà tiếp tục kiểu gì ông chịu thịt. Đi vào đi. Vào đi. Bác Kiệm ơi. Có. Vợ chồng chú sông xanh. Cầm đi nhanh gấp nhỉ. Bác đi bác đi đâu vậy đây? Rồi xuống bếp này, cho hai con Peter này lên uống sữa. Ôi thì vào nhà đấy. Vào cái con Quỳnh này. Mắt như cả mũi thế này mà mày kêu to. Có vấn đề gì thế hả chú Sông? Không. Dạ em. Chả là em thấy cái tình hình thời tiết này. Sao em lại nhìn thấy con Go và em thấy vợ em nó lại thích lắm ơ. Trời, yên tâm. Thằng Tiết nó đi mua đồ nhậu rồi, yên tâm. Mở. Nói thật với bác Kiệm đi. Em không nghĩ nhà bác nó cũng to. Nhưng mà nói thật là em không tài nào hình dung ra cái nhà bác nó lại hoành tráng như thế này. Tôi nói với cả vợ chồng chú Sông Xanh với cả con dâu tương lai là như thế này. Dạ. Thằng Tiết ấy, đấy, nó cất cái nhà này từ lúc bỏ móng cho đến lúc nó hoàn thiện là trong khoảng đúng 1 tháng 30 ngày. Ôi. Sao lại đội thợ nào nó lại làm cái tiến độ khủng thế hả bác? Cháu nó muốn là trước khi dò mặt con Quỳnh đấy nó phải hoàn thiện cái nhà này bằng được. Thế à? Nó huy động là một cánh thợ coi là 200-300 thợ gọi làm ngày làm đêm làm băng xong rồi thôi đấy mà đúng 1 tháng 30 ngày là xong. Tầm cao. Cái nhà to như này mà có 10 tỷ nữa hả bác? À không, tức là thằng Tiết thì tính cháu nó khiêm tốn. Dạ. Cái nhà này đây bật mí với cả vợ chồng cô chú Sông Xanh và con ấy, nó làm là hết mỗi cái 100 tỷ. Nhưng mà nó chỉ nói là 10 tỷ thôi để cho thiên hạ người ta đỡ dò ngó, người ta đỡ dè phá. Dạ. Đấy. Nói thì chắc là do Tiên khiêm tốn chứ đúng rồi, đàn ông có đức tính đấy ai đời xây nhà gần 100 tỷ nói có 10 tỷ. Thế thôi, thế chứ con Quỳnh nhá.
con về làm dâu nhà bác Kiệm là phải nhớ là phải học hỏi cái đức tính người khiêm tốn của anh Tiết đi nhớ chứ. Nhớ là nhưng mà nói thật với cả bác Kiệm, em xin đừng có hỏi bác ý kiến thế này tí, em đầu óc hơi hạn hẹp nên là lúc đi vào thì bên ngoài đi là em thấy cái tường sơn bên ngoài trông nó cũ cũ bác nhỉ. À tức là thế này, thằng Tiết ý là nó có cái chất nghệ thuật, nó chất nghệ sĩ. Đấy, cái tường tôi sơn nó còn bóng loáng hết rồi. Đấy, nó lại trò lại ráp cho nó cũ đi. Đấy, nó tức là nó không thích một cái gì nó quá hoàn hảo, không thích một cái gì nó óng ả. Đấy, tới đây nhá, nó bảo nó tổ chức cưới con Quỳnh về xong cái là nó phải cho cái lâu đài nó rêu phong để cho nó cổ kính. Đấy, nghệ sĩ đâu? Cổ kính quá. Đúng là chỉ cứ đi chất nghệ sĩ thôi suy nghĩ được như thế. Đúng rồi. Chết. À, bác Kiệm ơi. Hả? Sao vàng bạc nhà bác cứ vứt lung tung lung này mất chết. Đây là gọi là cái những cái đồ trang sức của thật thật tiết ấy. Thì đấy tính nó rất là hoa. Đây nó mua vàng rồi nó đeo chỉ một lần thì nó vứt lần vứt lòng. Tôi thật tôi cứ bật chuyện này là tôi cháu thì tôi thèm động sờ động vào những cái đồ này của nó. Nó đeo lần thôi cũng bỏ đi. Đấy, đeo có lần bỏ đi luôn. Tại vì nó hoang đấy. Mà này, vợ chồng của chú hồi sáng đột xuất quá thế. Vừa đi tắm cho mấy con chó. Ôi, thôi cứ ngồi nước đợi cháu về bây giờ. Nó mang đồ ăn về bây giờ. Vâng. Tớ xuống tầm hầm, cứ thay một quần áo. Đeo thử này. Quá này. Ôi, kim cương thật bố mẹ ơi. Đẹp quá ông ơi. Nè, sáng nè. Cái này đây của tôi này. Này, rộng như mực vừa in. Bố mẹ ơi nhìn đẹp, đẹp quá. Viên kim cương sáng loáng luôn đấy. Ôi, tôi là hơi lỏng. Hơi lỏng. Đâu, xem lại đeo thử lại. Lỏng luôn mà lỏng. Mình đeo vào cái ngón tay cái chứ. Đây mới lỏng chặt rồi. Chặt khít luôn đây này. Giời, lỏng thì cũng bảo là nó chặt dầu chứ gì. Giời, cứ cho nó vừa đi. Của thằng Tiết thì cũng là của con chứ của ai đấy mà. Xong rồi 14 là con ném luôn 11 cái lễ ăn hỏi cho bố mẹ.
xong rồi 23 là con cầm Quỳnh về luôn. Xong rồi mai là con đi đặt cỗ cưới rồi đấy. Chu đáo, cẩn thận. Bác Kiệm ạ, em thấy cháu nó tính thế cũng chuẩn rồi. Thế cả hai gia đình chúng ta coi như là chốt như thế đi. Ừ, thế tôi thấy thế nó cũng gọn đấy. Vâng, vâng, vâng. Thế được rồi, thế bàn thế xong rồi gì? Vâng, ở trên bây giờ con vào lấy rượu chứ. Vâng, 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 vâng. Ô, chào cả nhà. Bác Kiệm ạ, thằng này thằng nào ấy mà nó đi vào nhà người ta ngang như trông không người ấy. Nói vụng với cả cô chú sông xanh. Dạ. Thằng này ấy, nó là cái thằng lái xe, thằng tiếp nó vừa tuyển về. Mẹ thế mà lũ chỉ cả nhà em vừa lấy xuống bếp nhà bác. Đi nào chị. Ừ mà thôi, bây giờ này, dạ. Chú có thấy nặng tay không? Em thấy nặng. Vướng đúng không? Ừ. Thôi bây giờ này, cả nhà mình bỏ hết những cái bà hành nhặng vớ vẩn ở đây. Để cho nó ăn uống cho nó gọn. Đấy, đúng không? Đấy, đấy. Vướng lắm. Nhẹ cái tay. Ba bà bỏ đi. Bỏ đeo đi. Đây đây. Nặng. Bỏ đây. Đâu bỏ đây. Đây ăn uống cho. Đấy để ăn uống cho. Nhanh đi con ơi. Em nhờ bác ký. Thiếu thiếu cái gì sao? Thiếu gì? Cái đồng hồ đúng không? Đây đây đây. Đồng hồ đấy. Tôi để đây. Đây. Cái máy đo nhịp tim. Đây vẫn còn mấy cái ba thằng nhang nữa này. Đây này, chú cất đi cho anh để ăn uống cho nó ngon. Đây đây nữa. Đây còn cái điếu xì gà em này không biết hút rồi, khói nó rồi cất. Bác Kiệm, hả? Bác là phải hết sức cảnh giác với cái thằng lái xe cho ông tiếp. Em nhìn mặt nó giàn lắm. Mời. Mời. Bác nhờ tí. Này, nhà mày có rượu trắng mày bán cho bác độ chục lít. Ôi, nhà bác có đông người không uống nhiều thế? Chả là thế này. Cái ông thông gia, đấy là bố vợ tương lai của thằng Tiết nhà bác. Hôm nay ông sang chơi. Thế là bác em mượn nhà chú Dũng Sa để tiếp khách. Thế chú có để cái bình rượu ở đây quý ở đấy. Thế thì ông còn tiện tay ông múc ông uống phát uống hết nửa bình của người ta. Thế bây giờ bác mua rượu để bác đổ giá cho người ta. Đây, bác phải lấy rượu này đổ giá người ta cho đàng hoàng, ai được mua rượu trắng được. Ủa, rượu này à? Vâng. Vâng, cái... Nửa lít một chai bác ạ. Thế thì 10 lít thì nó phải 20 chai à? Thế thì bác phải lấy cả thùng mới đổ được. Ừ, thế mày cho bác một thùng đi. Vâng. Ừ, đổ cho giả cho chú không bằng tiếng. À đây à, nó đấy đi. Ừ, thế bác cứ mặc về, bác giả phía sau nhé. Vâng, vâng. Ừ. Ui, ông mùa, ô cái thằng này. Thế tao tưởng mày đưa cái cánh kia về nhà rồi cơ mà. Kiệp gớm, cái ông bạn vàng của bố, ông bố vợ tương lai của con ấy uống như thuồng luồng, con đưa ra ăn cổng ấy nổn thốc nổn tháo ấy, còn tí gì đâu. Ủa thôi à? Giờ kêu đói đòi ăn cơm với mắm tép trong thịt PTK. Ui giời ôi, thế tao lại cứ tưởng mày đưa lại đòi ăn cơm à? Cơm ôi thật sự cái thằng sông ấy, lúc người ta mời đất lưỡi ra thì không ăn, thế bây giờ lại đòi ăn à? Bây giờ đòi ăn cơm với mắm tép trong thịt PTK. Ông ơi, dạ. mày lấy cho bác cái lọ mắm tép trong thịt PTK nữa. Đây bác xin. Bây giờ này nhá. Vâng. Mày về mà bảo nó ăn khẩn trương nhá. Bảo nó luồn thật nhanh rồi cho nó giải tán đi. Để bố con đổ rượu vào cho trả nó cho Dũng không mắc tiếng nhá. Vâng, vâng, vâng. Ừ, con này nhá. Xong cái gọi cho bố ngay nhá. Vâng, vâng, vâng. Cơm kìa. Mẹ nứt mắt thì cứ đòi lấy vợ khổ thế cơ chứ.